Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với Hoa Mai TV. Hôm nay Khang có một cái chủ đề rất là thú vị. Khang vừa mới được mắt thấy tai nghe. Đó là ngày hôm nay Khang vừa đi ăn phở. Có cái chị kia chị vào gặp bà chủ quán, chị nói là: "Chị ơi, bữa nay chồng em nó cấm em uống nước ngọt. Nó không cho em uống. Tại vì nó sợ em bị mắc bệnh tiểu đường." Cái bà chủ quán phở thì cũng rất là vô tư hồn nhiên trả lời lại như thế này này: "Chị cũng vậy. Từ bữa mang bầu đến giờ chồng chị nó cũng bảo chị là không uống nước ngọt. Và mỗi lần đi uống nước ngọt thì nó cũng càm ràm, chị chẳng uống. Chị cũng sợ uống vào nhiều với tiểu đường." Thì mình ngồi ăn phở thì mình cũng không dám góp ý kiến, cũng không dám nói. Thì bây giờ về nhà với chia sẻ với mọi người về cái bệnh là bệnh tiểu đường nhá. Hai chị đó sợ là mình uống nước ngọt nhiều, cũng như hai ông chồng ấy cũng sợ là uống nước ngọt, cho vợ uống nước ngọt nhiều trong thời gian mang bầu ấy, cũng như là không mang bầu đấy, thì sẽ bị tiểu đường. Một cái ý nghĩ rất là rất là nó thực tế quá. nói chung là nó chưa có đúng đâu. Tại vì uống nước ngọt không có bị bệnh tiểu đường nha các bác nhá. Uống nước ngọt không phải là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường. Tôi nói khẳng định là điều đó. Và cái điều đó là tôi nghĩ là đúng, chuẩn. Tại vì tôi cũng đã tìm hiểu về cả bên bên đông y, bên tây y. Thì cái bệnh tiểu đường này hôm nay tôi sẽ chia sẻ. Ngày xưa ấy, thì người ta nói là bụng to ấy, thì tướng làm quan. Bây giờ mà bụng to thì một là xơ gan và hai là tiểu đường. Có nghĩa là hai cái bệnh đó mà khi mà bụng to là hay bị xảy ra. Và tôi nói luôn á, chuẩn. Nguyên nhân gây bệnh tiểu đường, một mà là nguyên nhân chính, đó là do lười vận động. Quá trình của chúng ta lười vận động, làm ít ăn nhiều, rồi là cơ thể cứ ngồi như thế này, thì có nghĩa là chúng ta trước sau cũng mắc bệnh tiểu đường thôi. Cái bụng bự lên, cái bụng to lắm, nó chèn cái thằng tuyến tụy không có làm việc được, chèn ép á, thì nó không làm việc được thì tất nhiên là bị bệnh tiểu đường. Còn rõ ràng như thế nào tôi sẽ chia sẻ với bác. Còn cái nguyên nhân thứ hai mà gây ra bệnh tiểu đường á, là cái quá trình ăn uống của chúng ta nó không được chuẩn. Ví dụ như là ăn quá nhiều cái đó, hoặc uống quá nhiều cái đó, hoặc ăn ít quá. Ví dụ như là trong cái quá trình chúng ta làm việc mệt mỏi rồi, cơ thể chúng ta đã thiếu năng lượng, thiếu đường, mà chúng ta lại không ăn đường, không ăn cơm, không ăn gạo, không ăn những thứ gì được cần cho cơ thể, thì cái tuyến tụy ấy, nó yếu dần. Và đến một ngày nào đó nó bị suy luôn. Còn bắt đầu giờ tôi sẽ đi vào vấn đề chính. Tiểu đường là gì? Sẽ có nhiều người là chưa có hiểu rõ về cái bệnh tiểu đường. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ không đi sâu nhá. Đi sâu nhiều khi thì nó làm cho mình bị quay chảo mà không có hiểu được. Tiểu đường cơ bản là một bệnh thiếu đường ở trong da, trong xương, trong thịt của chúng ta này. Có nghĩa là bệnh tiểu đường là bệnh bị thiếu đường trong cơ thể. Mà cái lượng đường nó đi đâu mất? Mà sao chúng ta ăn nhiều đường nó lại cũng vẫn thiếu đường? Tại vì cái lượng đường nó ở trong máu và nó đi ra ngoài. Do cái thằng tuyến tụy nó bị suy yếu, nó bị rối loạn, hoặc nó không có làm đúng chức trách của nó nữa. Tuyến tụy nó nằm ở đây, ở trên rốn khoảng độ 4 đến 5 phân là cái tuyến tụy. Nó hình như cái can búa ấy các bác, nó như cái búa ấy. Nó là như cục thịt vậy. Như búa như cục thịt ấy. Mà nó nhiệm vụ của nó là bơm bóp và tiết ra insulin để đổ vào trong thức ăn cũng như trong máu của chúng ta, để phân giải đường glucose. Chúng ta cứ hiểu đơn giản là glucose đi, còn trong tiếng Anh chuẩn nó như thế nào thì mình cũng đừng quan tâm. Tây y ấy, thì nó đi lòng vòng lắm. Nó cứ nói là tiểu đường tuyết 1, tuyết 2, giải thích hoài, nhưng mà cái bệnh nhân thì người ta đâu có kiến thức về cái y học nhiều như thế. Thì người ta cứ hiểu là ôi mình tuyết 1 hay tuyết 2 người ta cũng rối hết não đấy, người ta quay chảo. Rồi người ta phải làm theo, phụ thuộc vào những người mà điều trị ở bên Tây y. Nhưng tôi nói hôm nay là tiểu đường mình không cần phải hiểu sâu xa quá, không phải tuyết 1, tuyết 2 gì. Đơn giản mình chỉ nói một câu là tiểu đường là do cái tuyến tụy của chúng ta yếu, do nó không tiết ra đủ insulin để phân giải đường glucose. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao để chữa được bệnh tiểu đường? Ở bên Tây y thì người ta sẽ nói không với tiểu đường. Có nghĩa là sao? Khi đã mắc bệnh tiểu đường là no, không chữa được. Và người ta sẽ trích insulin hoặc là cho uống insulin đến khi chết. Rõ ràng là như vậy. Nhưng trên đời này tôi nghĩ là hầu như các bệnh đều chữa được hết.
mình không chữa được bằng Tây y thì mình hãy chuyển đổi sang Đông y. Đông y chữa không được thì sang y học cổ truyền. Y học cổ truyền ở bên thuốc Nam đó, rất là hay. Và tôi đã xem và chứng kiến rất là nhiều người bị bệnh tiểu đường rất là nặng, chữa được hết nhờ phương pháp y học cổ truyền nhé. Còn Tây y thì người ta cứ làm cho mình quay chảo để hồi là phải phụ thuộc vào cái thuốc, rất là khổ. Những bệnh nhân phải nằm nê nếp trên giường bệnh trong bệnh viện, rồi là những cái vết thương nó nở loét ra nhưng mà khỏi đâu được. Thì mọi người phải hiểu đơn giản vậy, tại sao vết thương bị rách không lành nổi do bị bệnh tiểu đường. Đường ở trong cái chỗ khỏe này nó còn chẳng có mà ăn, thì làm sao đường ở cái chỗ mà bị rách, bị hư này có mà ăn. Cũng như các bác nuôi 100 con chó, bây giờ thức ăn còn chẳng đủ cho những con chó mà nó khỏe để nó ăn, thì những con chó yếu, những con chó bệnh làm sao nó có thể lao vào mà để chiếm được thức ăn. Thiếu đường, thiếu đường cho tất cả cái chỗ, thì những cái chỗ mà bị sứt mẻ đó, những chỗ bị vết thương đó, nó khó khỏi là vì vậy, đơn giản đó. Còn bệnh tiểu đường thì tôi nghĩ là cũng trị bình thường các bác, đừng có quá bi quan. Những ai mà đã mắc phải thì hãy đi tìm đủ các phương pháp để chữa. Còn nếu mà không được, tôi sẽ để cái số điện thoại ở bên dưới. Tôi không khẳng định là ai tôi cũng giới thiệu để đến chỗ này chữa được hay chỗ kia chữa được, nhưng mà tôi sẽ giới thiệu cho một người có thể chữa được hết bệnh tiểu đường, tùy vào cơ địa mỗi người nhá. Ví dụ như là 100 người có thể chữa được khoảng là 40-50 người gì đó, cơ duyên, ai mà được hết thì hết. Còn mình đừng có bi quan, mình nghĩ là nó không chữa được. Mình nghĩ làm sao thì ra làm vậy. Phải nghĩ là bệnh gì cũng có phương thuốc chữa. Tạo hóa đã tạo ra con người, có một căn bệnh thì có một cái bài thuốc chữa. Quan trọng là ai là người nắm giữ bài thuốc đó và ai là người sẽ chữa hết cho mình. Tiểu nhân mới khó chữa chứ tiểu đường thì tôi nghĩ là ok. Còn hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bác là một bài tập để giúp cho chúng ta chữa bệnh tiểu đường, giảm đường trong máu. Còn về tiểu đường hay là những bệnh gì sau này nữa các bác có thích thì comment bên dưới, tôi sẽ chia sẻ tiếp nhé. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bác một bài tập để giảm cái lượng đường ở trong máu, tăng lượng đường ở trong da, trong thịt. Thì bài tập này áp dụng cho những người bị tiểu đường nhé. Còn những người mà không bị tiểu đường thì cũng nên tập, rất tốt. Đây, cơ thể chúng ta lại bình thường này. Cái này người ta còn gọi là cái dịch kinh kinh cơ bản đó. Thì ai mà có tìm hiểu thì nên trên mạng học sẽ có. Nhưng mà chủ yếu là chúng ta sẽ tập để cho cái bộ phận này này nó hoạt động, nó đàn hồi, nó bóp. Thì cái nguyên nhân chính mà gây ra bệnh tiểu đường là cái việc mà chúng ta lười vận động. Vẫn bây giờ chúng ta sẽ vận động lại để bù trừ lại cho những ngày tháng chúng ta lười vận động bị tiểu đường rồi. Bây giờ để tập này. Hít thật sâu. Khi chúng ta đi lên này, chúng ta hít thật sâu vào cho bụng nó no ra, xong cúi xuống ép khí đi đến tay đến chân. Cái chân của ta sẽ nhún xuống. Khi hít vào thì kiễng chân lên. Đó, như vậy thôi. Bây giờ mà có bệnh nhân tiểu đường ở đây, tôi sẽ lấy máy để thử. Tôi thử rồi tôi sẽ cho các bác xem thực tế luôn. Ví dụ như kiểm tra đường của ta bây giờ là 160. Khi tôi cho tập điện thoại khoảng độ 30 cái, tôi nghĩ khoảng độ 30 cái, thì cái lượng đường nó chỉ giảm xuống còn khoảng là 140 hoặc 135, 25 gì đó. Thì các bác hiểu không? Quá trình mà chuyển hóa đường ở bộ phận này này, chúng ta kích nó thì nó sẽ chuyển hóa liên tục, nó sẽ khỏe lại. Còn nếu mà mình cứ đi theo Tây mình điều trị thì không bao giờ khỏi được bệnh tiểu đường. Tại sao? Ăn rồi nằm một đống, rồi đến bữa rồi là vạch lên rồi lấy cái insulin ấy, chích vào bên bụng, chích bên này, chích bên này, rồi uống thuốc, thì suốt cuộc đời không bao giờ khỏi được bệnh tiểu đường và nó sẽ đi theo chúng ta đến chết. Ta phải xác định trong đầu mình là tiểu đường là bệnh do thần tuyến tụy, nó bị yếu do ta lười vận động, do ta ăn uống không đúng, có thể ăn kiêng quá, ăn ít đường quá, ăn nhiều đường quá. Đó là hai nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường. Vậy chúng ta phải tấn công vào hai nguyên nhân đó để cho cái thằng tuyến tụy như này. Đây là tuyến tụy, nó nằm ở khúc này đó, nó khỏe lại thì chúng ta có uống một ngày 10 chai nước ngọt cũng không sao cả nhé. Chủ yếu là như thế. Còn đừng có đi theo Tây y thì Tây y này không bao giờ khỏi được bệnh tiểu đường nhé.